vì thương điếp bao tuyên truyền lo lắng cả và tài lung các nằm nghị của cần dân mở việc phòng chống nàn dặn lao phèn và sổ mòn đám đây của bãi nước rú tử vạ và bãi cần dân rú khóc mọi tỳ này cũng là nguyên nhân nâng trang bệnh nguyên nhân hạt óc mèn xá mèn tệ nạn xã hội và mèn pet hivs bãi bài mật loá nhòn dặn đút lao phèn hết óc tòng phèn nắc thân tăng có hết kinh và tài lung tài lộng cũng bệnh cả an ninh trật tự của đình nước phòng và tảng làn, Toi sáu nàn dặn tút là phèn, là trách nhiệm nâng của mọi đăng cáo, đăng lườn, cơ quan, tổ chức và tầng xã hội. Huyện Đình Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã lồng lanh tuyên truyền mưa luật phòng trồng lào phèn, hử cần dân, ết lẻ tối sáu, bài bình nọng dân tộc nội cần. Cần dân huyện Đình Hóa, hưng mà này đã quen 6 chuyên mục phát thanh, an ninh Đình Hóa, đầy phát sóng nưa hệ thống loa truyền thanh của huyện bài mòn để cả hòm khảo việc tăng làn cần lóa tệ nạn xã hội tăng làn phầy mẩy bài việc chăn trá pèng mẹp của bài thình tội phạm on mày cần đây việc đây sang ti nhang bị bại cầm chuyện truyền thanh bao tài lung lim kỳ chắc tăng làn cần lóa và tệ nạn xã hội tại sáu cần dân khỏi đã đại, đại tình chân tài lai mưa bài tin quá sóng phát thanh của an ninh định hóa quá tì khỏi cũng đã chắc đẩy lai thông tin chân cả đây chính vì bận vừa trình đẩy bài ban lọng điện của cần nắm quén và khỏi cũng đã táng chắc đẩy mưa bại mòn lóa mà bại cần nắm quén lọng hồi lâu khe bằng nhạc cái này công an xã bảo linh huyện định hóa đang ngồi chướng clip hồ sơ tới sáu bại cần đang dùng chất ma túy việc ngồi nèm bại cần này phấn lai lại ngòn khẩu cần dân tỷ phương và bị động thực tiếp rú sở sàng nơi Lê ban sáng cả nâng rú tạm tì, mưa bại mòn sát hại của ma túy và bại bản pháp tức tẹp tàng lan ma túy ở cần dân rú xóm của trao xã Bảo Linh. Phấn lai bảy lần dân rút này sẽ lệ pin ống rất tự cần, vì bệnh việc sáng cả sừng khì sẽ ở tèo bại mòn đây trong việc tàng lan và tức tẹp sáu bại thỉnh ma túy bằng bài viết rõ ràng, cục bệnh son cả bài cần nâng lườn, mưa bại mòn sát hại của ma túy. Có phấn tàng lan và đắp triệt bại thình tội phạm mười ma túy, tăng có đầy tí linh lồng ổn yên. Mưa an ninh trật tự rút sòm của trao chăn cả ổn yên, vì đại đảng và nhà nước chính phủ tuyên truyền hợp cần dân. Cần dân cần này, mì cầu thuyết phân pháp cũng đã chắc đẩy mưa pháp luật giá. Mưa bảy mòn năm đây của việc kiên lào phèn, và cũng nắm mì thêm cần dân tờ dặn lào phèn. Lực lượng công an xã cũng đã khai có bài hội nghị tuyên truyền phát động thân thuần thải cần dân, mở việc hết nèm, hết đây mưa bại tàng lò của Đảng Chính sách Pháp luật của Nhà nước và mưa công tác phòng chống lao phèn, bài bong dặn lao phèn, hăn nghi dùng lao phèn, lại cùng đạt lỏng thân trụ sở cũng an xạ, lấy ngoài tiệm và hát hồ sơ, ao pay quản lý và tả dặn và sáu bài bong dặn lao phèn. Mưa công tác tuyên truyền chân cả cần diếu, công an xạ, cùng đà thân bạn đường dân, hết tuyên truyền Hự cần dân, phiến đại mưa bạ tình hạn xã hội và pa ổn mưa an ninh trật tự giữa tỷ phương. Lấy huyện khao Pù của tỉnh Thái Nguyên, mì tăng lò hết kinh khinh lồng cũng nhàng khó khăn. Cái này huyện định hóa mì liếp tham dân tộc bị nọng xay, khinh lồng, trang tỷ dân tộc nội cần chám quạng chết liếp tham phần bác dân số là quyết định sổ tham xuyên Park Lip Lam Pi Long Chỉnh Lip Nhì của Ủy ban Nhân dân Thanh Nguyên mưa việc triển danh sách mì Song Park Lip S cần để thử điếp trang búng bình Nọng chất lượng lại cần của huyện Định Hóa từ Pi Song Chỉnh Nhì Sam thân Pi Song Chỉnh Nhì Chất bài cần để thử điếp trang búng chất lượng lại cần đã hân để bài dường hết việc của lầu tái sáu xã hội sang tì bài cần để thử điếp nhằng hết đây bài quy ước hướng ước của Kha Bản Phòng việc bị Nọng hòm khảo việc kẻ nhũng, bài cà vạc tranh chám trang cần dân, Hòm khó việc ngoài giỏm và xoan tẩy, bài cần đã hết xá, rú tỷ phuông. Trọng thiệt bài cần hết xá, hòi mà tỷ phuông hết kinh sinh thồng tăng có điên tỳ và trường ổn yên hử khả bản. Mỹ nghị quyết chuyên đề nâng của đảng ủy trang tuyên truyền, trao hử bệnh ngành đoàn thể và lực lượng công an, hát tuyên truyền thân thuần thải cần dân. Lực lượng công an đẩy trao mưa hát tao ổn trong công tác phát động phong trào, tàng dân tao ổn mưa an ninh liên nước giúp hà xóm cũng đã đẩy cần dân nhất lim tứ tỷ cũng đã giảm nội pây mưa cần dặn là phèn trang địa bàn xã bảo linh vừa đẩy tuyên truyền vận động cần dân cũng đã nằm nghị đẩy việc kinh là phèn lẻ sẽ mì chất tái lai mòn nắm đây và trang tỷ lại nắm đẩy kinh xứ. An pi cấp ủy chính quyền thị phương đã các giáo lực lượng công an huyện khai có bài lớp tập huấn tuyên truyền mưa pháp luật dù trang địa bàn của bài xóm bao tuyên truyền hờ bài thăm ón và thông qua bài ban tuyên truyền của cấp ủy chính quyền tỷ phương, tỷ nọng cũng đã nằm nghị đấy, Nếu tỷ phương cần này lại nắm mì cần tờ dặn là phèn. Pi Long Sinh Lam, cục cảnh sát điều tra tội phạm mua ma túy của bộ Công an và công an tỉnh Thanh Nguyên đã khai ban sáng cạ, xong thiệt thừa tình xong bắt đại biểu tăng nả bài đoàn thể trường son và cần để thiên điệp trang búng tỷ nọng theo từng loại cần duỗi định hóa, mời việc chắc đẩy bài mòn thái hại của ma túy, bài mòn loá do ma túy hết óc bài dấu hiệu của cần dặn và cách chập nà sáu cần dặn ma túy. Dù hội nghị, chất thiết hạ đại biểu cần để thuyết điếp, búng dân tổng đại cần, đại đại on, vừa mì thành tích đây, chắc việc tàng làn tức tẹp bài thình tội phạm, tiền nạn ma túy. Qua tì, ngờ thường bài cần để thuyết điếp trang búng bì nọng dân tổng đại cần. Tiếp nèm trước tấn bài dừng hết việc của lầu, trang trọng thịt cần dân, lồng len tàng làn tức tẹp sáu tội phạm ma túy, có phấn tàng làn và đắp triệt bài thình tội phạm, tăng có đại tì khí khẩu ổn yên. Tại sáu kinh lão phèn lại mì tòng phèn chân tài lai thân tới lộng cùng bên cả hát kinh của cần dân? đang gõ khỏi là cần nâng phụ trách giữa tỷ phuông và lai pinh hòa cũng đã đây công tác tuyên truyền. Vì bận tỷ phuông bóc khỏi lại nắm mì tệ nạn xã hội phối quảng, chắc tỷ lè tệ nạn mưa dặn lão phèn. Chắc tốt nả bóc khỏi sẽ tiếp nèm bốc tín 17 giường đây đã hết đẩy và tiếp nèm tuyên truyền vận động hữu cần dân khai biến quay tới sáu lão phèn có phấn xe hử huyện hử tỷ phương tà bây đại nàn đốt là phèn đại dương tín nhiệm của thuần thầy bình họng cần dân trang sỏm tứ tỳ tuyên truyền thân mọi cần dân khe hết đây mười bài chính sách của đảng nhà nước trang tỳ lề việc mèn xá của bài tệ nạn xã hội bận cả là phèn tốc cón tỷ lệ vận động tuyên truyền theo hữu cần dân chắc đẩy mưa bài dường lóa của là phèn tứ tỳ lề bậu trắng nằm nghị đẩy trong bảy biên hòa, việc bao ổn rú huyện định hóa cơ bản đầy chứng mắn. Việc tò cáp trựa bãi dân tộc đầy trước chấp và trúc tấn chăn đây bài thình cần lóa và tiền nạn xã hội đầy tàng làn đắp triệt đã có phấn khảo việc tàng có hết kim thiên khổng giúp tiểu phương việc tàng làn đắp triệt xã bại thình tội phạm ma túy sai đề cấp ủy đảng chính quyền bài cấp khẩu thêm và mì sở khảo cuộc hết việc của bài ban ngành đoàn thể và lai cần dân việc tả dặn và ngoài chướng năng tả dặn đầy huyền ngoài trọng chính vì bệnh dù huyện Định Hóa đang chướng để long xạ nắm mì tệ nạn ma túy tỷ lệ xã Linh Thông và Định Biên. Lực lượng công an bảy cấp cũng đã tiến hành việc tức tối đắp triệt bài tỳ khai dự và dùng xá phép chất ma túy. Lãnh đạo của công an huyện đã cả hữu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, cả hữu bài ban ngành đoàn thể của huyện, xã, đồng hành công tác tuyên truyền mưa bãi rừng lóa của Lào Phèn, cùng phần cả sự khoái mưa bãi phung giường le tảng làn, tối sáu bãi mèn xá pháp luật mưa là Phèn. Nhà tối sáu lực lượng công an bao khỏi, cùng dường Ly cả hữu lực lượng công an của bài xạ chắc đài mọi mòn và ngoài tiệm cùng bận cả mì đại danh sách thuần thấy sổ cần dặn lào phèn và cần nghi lẻ dùng xá phép mưa là phèn giữ chân địa bàn khe ao khẩu quản lý giáo dục và hát nèm mưa bãi phương giường tả dặn bao ổn mưa phòng trồng là phèn Pi Sinh Nhị Tham là Pi mà đảng bộ chính quyền và cần dân và dân tộc huyện định Hóa đang lồng lèn xây tàng có huyện để triển khắp bản mới, Trang tỷ tiêu chí mưa bao ổn, rú tỉ phương, tỏng vai trò chăn cả cần diếu. Chính vì bệnh, bãi đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh tiếp nèm khẩu Lim Thon Cả, tò cáp xã tỉ phương, hết đê việc bao ổn mưa chính trị và tề lòng cần dân, hết đây nhiệm vụ tăng có huyện bên huyện khá bản mớ